Mình đang đi thì gặp cái con cua này nằm giữa đường, nó chúi cái đầu xuống đất, tư tưởng là nó nằm chơi. Nhưng không ngờ con cua này nó ngẫm rồi mọi người ơi. Một điều mình không ngờ nữa, khi lật nó lên có nguyên một lỗ ở phía dưới luôn. Nhìn thấy nó tội nghiệp gì đâu, cái này là bị con gì tấn công rồi nó ăn nè. Vừa cầm nó thì nhìn qua bên đây có thêm một con cua bị thương tật nữa nè mọi người. Con cua thường có 8 ngoe 2 càng, mà con này còn có 5 cái ngoe với 1 cái càng. Khi mà nó mất ngoe mất càng á thì nó còn mọc lại được. Con này thì nó tốt số hơn con kia chút xíu. Cuộc đời thường có những cái nghịch cảnh vậy đó mọi người. Đây là bầy cá lóc con, cá lóc mẹ và cá lóc cha mới bị chú kia bắt. Mình thấy chú đó câu cá lóc mẹ và cá lóc cha đem đi, nhưng mình đâu dám nói tại vì người ta đi kiếm đồ ăn mà. Mình sẽ đem hết bầy cá này về nhà nuôi, chứ để ngoài này khi mà nó không còn mẹ cha nó bảo vệ thì mấy con cá khác nó sẽ tấn công, và nguyên bầy cá này có nguy cơ là sẽ chết hết. Mình sẽ vớt hết nguyên cái bầy cá này về nhà luôn. Bao nhiêu cá đây mà nó chết hết thấy tội nghiệp lắm á mọi người. Mình mới dọn lại cái hồ của mình cho nó sạch trước hết thì cho tụi nó sống ở đây đi, rồi mình sẽ làm lại cái chỗ ở cho tụi nó sau, chủ yếu là cho tụi nó an toàn, và mình sẽ là người thay thế nuôi tụi nó.